Tô Nguyễn 34 lụi C à? Ở trong cơ 34 chúng ta có đấy là gì ạ? Trong phân tử carbohydrate luôn có A là nhóm chất axit, B là nhóm chất ceton, C là nhóm chất ancol và D là nhóm chất aldehyde. Tuấn Khang cũng có đáp án là C. Thì trong câu này ta thấy là carbohydrate thì nó sẽ bắt buộc phải chứa nhóm chất của ancol, nó là polyancol kết hợp với lại gốc aldehyde hoặc là gốc ceton đúng không? Đó. Thế thì mình sẽ phải chọn đáp án là C trong câu số 34. Bắt buộc nó phải luôn luôn là chứa nhóm chất của ancol, đúng rồi. Ok, đúng rồi, Đào Huy Hoàng C, Thùy Linh C. Cô chào Dương Sky nha. Chuyển sang câu 35 luôn. Chất thuộc loại disaccharide là chất thuộc loại disaccharide là. Các bạn ơi comment lên cho cô xem nào. Chất nào ở đây sẽ thuộc loại disaccharide đây? Câu 35, cô chào Hải Ngọc nha. Trần Thị Ngọc Minh 35B, Tâm Nguyễn 35B. Phần này em giỏi nhất trong hữu cơ. Đào Huy Hoàng 35B, Thùy Linh B, Tuấn Khang B. Rồi, chất thuộc loại disaccharide, disaccharide ở đây thì chúng ta chính là cái thằng B saccharose. A và D là monosaccharide nhá. A và D là monosaccharide, đây là lớp 12 em ơi. Còn C là polysaccharide. Chuyển sang câu 36 nào. Hai chất đồng phân của nhau là. Câu 36 nhá, câu 36. Phan Việt chọn 35B. Ok, 36 nhá. Cô chào bạn Minh Quốc nhá. Đào Huy Hoàng có 36 là B, Tâm Nguyễn B, Trần Thị Bông cũng là B, Thùy Linh cũng có đáp án B. Trần Thị Ngọc Minh cũng B luôn. Đồng phân của nhau rồi chúng ta thấy là chính xác là B rồi, B rồi. Fructose và glucose sẽ là đồng phân của nhau. Còn A glucose và maltose thì không, glucose thì C6H12O6. Còn maltose thì lại là C12H22O11, công thức phân tử khác nhau. Hoàn toàn tương tự với C cũng thế. Đáp án D cũng tương tự luôn, một cái là disaccharide và một cái là monosaccharide. Được chưa? Như vậy là câu 36 đáp án sẽ là B. Đúng rồi, Nguyễn Trang 36B, Phan Việt B. Ok, đúng rồi, chính xác nha. Câu 37 luôn. Trong điều kiện thích hợp thì glucose lên men tạo thành CO2 và. Rồi, chuyển sang câu số 37 nào. 37. 37 là trong điều kiện thích hợp. Trong điều kiện thích hợp thì glucose lên men thành sao? Lên men thành gì đây? Thành CO2 và gì đây các em ơi, comment lên là câu 37 nào. Thích dung 37A. Tuấn Khang 37A, Thùy Linh A, Đào Huy Hoàng ethylic, ancol ethylic nha. Tâm Nguyễn 37A, Trần Thị Ngọc Minh A, Hải Ngọc và Nguyễn Trang cũng là A rồi, chính xác. Mình sẽ thu được CO2 và C2H5OH theo tỷ lệ là hệ số của cái thằng CO2 và C2H5 ở đây, OH đây đều là 2 luôn nhá. Đúng rồi, câu 38 luôn. Câu 38. 38 nào. Saccharose và glucose đều có cái gì đây? A là phản ứng với AgNO3 trong NH3 đun nóng. B là phản ứng với NaCl. C là phản ứng với CuOH hay là nhiệt độ thường tạo dịch màu xanh lam. Và D phản ứng thủy phân trong môi trường axit. Cô chào vòng cổ đông nhá. Vậy thì câu 38 ta chọn đáp án là gì đây? Thùy Linh 38C, Tuấn Khang C, Nguyễn Trang C, Trần Thị Bông C. Rồi, đúng rồi, đáp án chính là C. Nó phản ứng với CuOH 2 lần ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch màu xanh lam. Còn đáp án A này thì chúng ta có là gì ạ? Phản ứng tráng gương ấy, phản ứng tráng gương ở đây chỉ có glu thôi, fructose thì không có tham gia nhá. Phản ứng với NaCl thì cả hai thằng này đều không tác dụng luôn. D, phản ứng thủy phân trong môi trường axit thì chỉ có saccharose tham gia thôi, còn glucose không tham gia. Vậy thì loại A, B và D. Câu 39 luôn. Cho dãy các chất này, số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là gì đây?
39. Trần Thị Bông có C. Rồi. 39 nhỉ. Đào Huy Hoàng cũng có C luôn. Nguyễn Văn Nhật 39C. Cô chào Tùng Dương, Thùy Linh C, Hải Nam C và Hải Ngọc cũng là C. Trong này chúng ta sẽ thấy là các chất có khả năng tham gia phản tráng gương đó chính là glucose này và fructose thôi, chỉ có glucose và fructose thôi, vậy chúng ta chọn đáp án C. Câu 40 luôn nha. Trong các chất sau, axit acetic, glycerol, glucose, ancol ethylic và cellulose, số chất hòa tan được COOH 2 lần ở nhiệt độ thường là đúng rồi, glucose, fructose đúng rồi nhá Huy Hoàng ơi. Câu 40 nào. Số chất hòa tan được COOH 2 lần ở nhiệt độ thường là ở nhiệt độ thường chứ không phải nhiệt độ cao nha. Nhưng câu này phải phản xạ cực nhanh lên cho cô chứ gì. Chúng ta thấy Nguyễn Văn Nhật ra 40 là A. Tùng Dương có đáp án A. Chúng ta có chất đầu tiên chính là axit acetic, đây là phản ứng giữa axit với lại bazơ nhá. Glycerol được này, polyancol có ít nhất hai nhóm OH kề nhau là được, glucose cũng có luôn, ancol ethylic không, cellulose không, như vậy là có ba chất thì chúng ta sẽ chọn 40 là A nhá. 40A rồi, chính xác. Chuyển tiếp sang câu số 41, 40A là khá nhiều bạn đúng rồi đấy. Câu 41 nha. Câu 41. Là gì đây? 41, 41. Cho dung dịch sau sacrose, glucose, aldehyde acetic, glycerol và ancol ethylic, acetylene, fructose. Số lượng dung dịch tham gia phản ứng tráng gương là số lượng dung dịch tham gia phản ứng tráng gương là gì đây? Bốn mốt nào. Tùng Dương có 41A. Thùy Linh cũng có 41A, Nguyễn Văn Nhật 41D. Rồi, nghĩa là có A hoặc là D đúng không? Số chất có thể tham gia phản ứng tráng gương sacarose thì không, glucose có, aldehyde acetic có, glycerol không, acetylene không, fructose có. Như vậy là ở đây chúng ta có glucose, aldehyde acetic và fructose nhá. Vậy là có ba chất chúng ta chọn đáp án là A trong câu 41 nhá. Đúng rồi, 41 phải là A cơ chứ không phải là D đâu. Đồng chí nào chọn D phải xem lại nhá. A là chính xác. Câu 42 luôn. 42 này. Bắt đầu tính toán rồi này. Hỗn hợp A gồm glucose và saccharose, thủy phân hết 7,02 gam hỗn hợp A trong môi trường axit thì thu được dung dịch B. Trung hòa hết lượng axit trong dung dịch B, rồi cho tác dụng với AgNO3 trong NH3 thu được 8,64 gam kết tủa. Yêu cầu là tính phần trăm khối lượng của saccharose có trong hỗn hợp ban đầu. Rồi, câu 42 nhá. Rồi các bạn ơi làm cho cô câu 42 nào. 42 chúng ta ra đáp án là gì đây? Cô like pet mà Phan Đăng Nhật ơi. Mày like pet mà. Cứ đợi trong group à? 42, 42 nào. Tùng Dương có D, Tuấn Khang cũng ra đáp án là D trong câu 42. Hải Nam cũng ra D luôn. Ok. Chúng ta cùng chữa xem 42 chúng ta chọn đáp án là gì nhá. Rồi, Thùy Linh D, Dương Sky cũng D luôn.
Câu 42. Cô chỉ em câu 42 với. 42 này, 42 nha. Hỗn hợp A gồm glucose và sắc-tose để thủy phân hết 7,02 gam nhé. Thủy phân thì cái thằng sắc-tose này sẽ tạo ra glucose và fructose. Và cả hai cái sản phẩm này, cả hai sản phẩm này thì nó đều tham gia phản ứng tráng gương luôn các em ạ. Thì ở đây số mol bạc bằng 8,64 chia cho 22,4, như vậy nó bằng chia cho 108, 8,64 chia cho 108 thì ra bằng 0,08 này. Số mol bạc bằng 0,08 nhá. Được chưa ạ? Như vậy nếu như cô gọi x là số mol của glucose, y là số mol của sắc-tose thì mình có được cái phương trình đầu tiên theo cái 7,02 gam này đúng không? Phương trình khối lượng là 180x cộng với 342y thì sẽ bằng 7,02, 7,02. Và phương trình thứ hai này, glucose thì tạo ra 2 bạc. Còn cái thằng quen 22,4. Saccharose thì nó tạo ra glucose fructose, vậy sản phẩm của nó tham gia phản ứng tráng gương thì nó sẽ tạo ra 4 bạc nhá. Như vậy là 2x cộng với lại 4y sẽ bằng 0,08. Đến đây rồi chúng ta sẽ tìm ra được x và y. Có bạn nào cũng cuồng bấm máy tính như cô kiểu vậy không? Nào, comment lên nha. Xem x bằng bao nhiêu và y bằng bao nhiêu này. 180, 342, 7,02, 2, 4 và 0,08. Như vậy có 0,02 mol, x bằng 0,02 và y bằng 0,01. Vậy thì phần trăm theo khối lượng của saccharose ấy sẽ bằng 0,01 nhân với 342 và chia cho 7,02 nhân 100% nhá. Như vậy là chúng ta ra được kết quả rồi. 3,42 chia cho 7,02 nhân 100 thì bằng 48,72%, nghĩa là 48,7%. 48,7%, 48,7% ta chọn đáp án D trong câu 42. Rồi, rất chính xác. Rồi tiếp tục nhá. Tiếp tục. Đăng like mà được inbox các bạn ạ. Lại đọc đọc còn à, đọc inbox mà không ngậm nổi, không buồn cười quá. Ok nào. À đó là câu 42 nha. Chuyển sang câu 43 cho cô. Câu 43. Thì ở câu 42 các bạn sẽ nhớ cho cô đó là cái thằng fructose. À thằng saccharose thì bản thân nó không tham gia phản ứng tráng gương, nhưng mà sản phẩm của phản ứng thủy phân thì lại sẽ tham gia phản ứng tráng gương nha. Rồi, chuyển sang câu 43 nào, 43. Glucose lên men thành rượu ethylic, toàn bộ khí sinh ra được dẫn vào dung dịch CaO2 lần dư, tách ra 40g kết tủa này, biết hiệu suất lên men đạt 75%. Vậy khối lượng glucose cần dùng là bao nhiêu? Nhá. Rồi, câu số câu 43. Tùng dương của 43D. Tuấn Khang muốn 3D, Phan Lan Nhật cũng là D luôn. Và cổ đông cũng D. À, câu này chúng ta nhớ là cái lượng CO2 lần dư, vậy 40g kết tủa cũng chính là bằng số mol của CO2 luôn nhá. Nó sẽ bằng số mol của CaCO3 và bằng 0,4. 0,4 hiệu suất của quá trình lên men đạt 75%. Như vậy cái biểu thức tính ở trong câu này ta sẽ lấy là 0,4 này, 0,4
chia cho 2. Đây là glucose nha. Khoai 4 chia cho 2, chia tiếp cho 0,75 và nhân với 180 thì ra được cái giá trị khối lượng glucose. 0,4 chia 2 chia cho 0,75 nhân 180, vậy ra bằng 48 gram. 48 gram thì chúng ta chọn đáp án D trong câu số 43 nhá. Ok, đúng rồi, 43D. Câu 44 nào, 44 nhá các em ơi. Chuyển sang câu 44 cho cô đi. Để ý là cứ hôm nào cô live file thì y như rằng hôm đó em in lộn đề. Cô live bắt đầu mới in đề. Buồn lắm. Không phải muốn là gì ạ? À, không phải muốn là gì ạ? À, không phải muốn là số mol của CO2 này em ơi. Cái tuổi là CaCO3, như vậy là 40 trên 100 thì bằng 0,4 nhá, đây này, 0,4. Thì khi CO2 lần dư thì toàn bộ CO2 sẽ chuyển hết thành CaCO3, như vậy là số mol CO2 bằng 0,4. Thế mà cái quá trình này mình hiểu là gì? C2, đây cái quá trình này này, mình viết là C2 này, à C6 chứ, C6H12O6 thì lên men sẽ tạo ra 2C2H5OH cộng với lại 2CO2. Như vậy ở đây là 0,4 thì chỗ này sẽ là 0,4 chia 2 đúng không? Đó. Sau đó hiệu suất đạt có 75% thôi. Đây là chất tham gia phản ứng thì em phải chia cho 0,75 nhá. Sau đó em nhân với phân tử cuối là 180 thì ra được kết quả. Đúng rồi. Em nhìn từ chiều đó. Tùng Dương 44B, Phan Lan Nhật 44B. Hòa tan 6,12 gram glucose và sacarose vào nước thu được dung dịch X này. Cho dung dịch X tham gia phản ứng tráng gương thu được 3,24 gram bạc. Khối lượng của sacarose trong dung dịch ban đầu là bạc ở đây chúng ta tính ra bằng 3,24 chia cho 108, vậy bằng 0,03. 0,03 này. Đó. Thì sacarose nó không tham gia phản ứng tráng gương nhá các em ơi. Sacarose không tham gia phản ứng tráng gương, chỉ có glucose tham gia phản ứng tráng gương thôi. Thế thì chúng ta sẽ có số mol glucose bằng 1/2 số mol bạc. Vậy ở đây số mol glucose bằng 0,015. Được chưa? 0,015. Sau đó chúng ta lấy 6,12 trừ đi khối lượng glucose ra là khối lượng của sacarose nhá. Vậy là 6,12 đem trừ đi 0,015 nhân 180 thì bằng 3,42. Như vậy chọn đáp án B trong câu 44 nhá. Ok, đúng rồi đấy. Đáp án ở đây chính là đáp án B. Chuyển tiếp nhá, chuyển tiếp sang câu số 45 luôn. Câu 45 nào. Câu 45. Đúng rồi, 44B chính xác rồi đây, Đào Huy Hoàng ạ. Chuyển câu 45 nha. Phát lăng nhật câu 45D. Đầu óc đang được khai sáng á. Cày đến like bao nhiêu rồi ở Huy Hoàng ơi. Tùng Dương 45D. Chuyện tâm linh thứ hai là môn nào live 9 giờ đều lên giường vừa nằm vừa xem trừ môn cô. Tấn Khang 45D. Ok. 45 xét xem có phải là D không nha. Cái thằng này là phản ứng tạo ra cellulose taurin nitrat đúng không? 29,7 này. Thì cái này mình bấm máy thì đúng không các em? 29,7 chia cho 297 này nhân với 3 nhân với 63 chia cho 0,9 vì đây là chất tham gia phản ứng. Như vậy bằng 21. 21 chúng ta chọn đáp án D nhá. Chọn đáp án D trong câu số 45. Vậy chúng ta ra bằng 21. Đúng rồi, 45D chính xác. Rất tốt đấy. Chuyển sang câu 46 luôn. Câu 46 nào. 46.
Chú ý là các bạn vào sau ấy phải cày like cho tới khi mà mình không cần xem like vẫn chữa bài tập. Có nghĩa là phải làm bài tập sau đó mới xem like thì nó mới có phát huy tác dụng nhá. Nhá, nhớ nhá. Chứ nào không hiểu thì hỏi cô luôn. 46 này. Khối lượng của tinh bột cần dùng để lên cần dùng trong quá trình lên men tạo thành 5 lít rượu 46 độ. Với hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 ga 0,8 gam trên ml là bao nhiêu? 46 46 là có khá là nhiều các cái vấn đề cần lưu ý trong câu 46 luôn. Thứ nhất là rượu này là rượu 46 độ. Thứ hai là hiệu suất quá trình là 72% và thứ ba là khối lượng riêng bằng 0,8 gam trên ml nhá. Nên là chúng ta sẽ có nhiều cái bước tính toán. Phan Đăng Nhật có 46D, Tuấn Khang có 46D. Rõ ràng trong câu này chúng ta sẽ có là tinh bột là xuất phát từ C6H10O5N lần đúng không? Đó. Thì nó sẽ tạo ra 2NC2H5OH. Đó. 2NC5OH và rượu này là rượu 46 độ. Rượu 46 độ. Đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ có là gì ạ? V của rượu nguyên chất ấy, thì nó sẽ bằng V của dung dịch rượu nhân với lại 46 chia 100. Như vậy là lấy 5 này nhân với 46 lít này. Em ơi, lít ở đây nhá. Lít ở đây và lúc sau là đơn vị là kg. Vậy cứ để nguyên đi nhá. Vậy là 5 nhân với 46 và chia cho 100 thì ra được thể tích của rượu. Được chưa? Lấy thể tích của rượu nguyên chất này này. Thể tích rượu nguyên chất đem nhân với lại bộ nhân với 0,8 thì sẽ ra được cái khối lượng riêng ấy, khối lượng riêng D bằng M trên V mà. Vậy nhân với 0,8. Đúng không? Sau đó thì làm sao nữa ạ? Đây, chuyển bước sang bên này tính đi. 5 này nhân với 46 này chia cho 100 này. Đó. Sau đó thì nhân với 0,8 này. Nhân với 0,8 và chia cho 72, chia cho 0,72 nhá. Và nhân tiếp với 162. N với N cô bỏ qua luôn nhá. 5 nhân với lại 46 này, nhân với 0,8 này, nhân 162 này, chia cho 100 và chia tiếp cho 0,72. Còn cái giá trị gì cô chưa dùng đến được nhỉ? À, chưa chia 46 em ơi. Chưa chia 46. Chia cho 46 nữa nha. Chia tiếp cho 46 thì ra được bằng 9 và chia cho 2. Chia tiếp cho 2. Vậy là chúng ta ra được cái giá trị là 4,5 kg nhá. 4,5 kg chọn đáp án D rồi. Ok. Đúng rồi nhá. Được chưa nhỉ? Như vậy là lấy 5 này nhân 46 nhân 0,8 nhân 162 chia cho 100 chia 0,72 chia 46 và chia cho 2 nhá. Cô nhắc lại này. Cô nhắc lại là nhắc lại này. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy là 5 nhân 46 nhân 0,8 chia 100 và chia 46 ra số mol của ancol. Đúng không? Số mol ancol sau đó các em chia cho 2. Chia cho 2 ra được số mol của tinh bột. Được chưa ạ? Sau đó chia cho 0,72 vì đây là hiệu suất. Chia cho 0,72 ra được hiệu suất, sau đó nhân 162 thì sẽ ra được khối lượng của tinh bột nhá. Tiếp tục ở câu số 47 nha. Câu 47. 47 nào. 46 ok cho các em. Hơi nhiều bước tính một chút đúng không? 46, 47 nào. Cô chào Nguyễn An nha.
Câu 47 đi các em ơi. Ừ, có nhá, mai có dậy sớm. Nhà máy rượu bia Hà Nội sản xuất ancol ethylic từ mùn cưa gỗ chứa 50% cellulose. Muốn điều chế 920 kg ancol ethylic, hiệu suất của cả quá trình đạt 75% thì khối lượng tính bằng kg mùn cưa gỗ cần dùng là. Tùng dương của 47C. Mùn cưa gỗ đây chứa 50% cellulose này. Được chưa? Nào, câu này ra đáp án là gì đây ta? Vẫn là, à, chúng ta vẫn có đó là gì ạ? 920 này. 920 chia cho 46, sau đó chia cho 2, chia cho 0,75 nhân với 162. Và nhớ là đây có 50% nữa, phải chia cho 0,5 nữa. Như vậy ra bằng 4.320. 4.320 chúng ta chọn đáp án C nhé các em ơi. Câu 47 đấy. Được chưa ạ? Nhá. Cô viết lại cái biểu thức tính cho các bạn này. 920 này, các bạn sẽ đem chia cho 46. Sau đó thì sẽ chia cho 2. Chia tiếp cho 0,75 và nhân với 180 nhân 180 thì khi đó chúng ta sẽ tính ra được kết quả nhá. Cô viết ra giấy được không? Nào, cellulose là C6H10O5 N lần. Thằng này qua hai giai đoạn thì sẽ tạo ra 2NC2H5OH. Được chưa ạ? 2NC2H5OH. Thì cái giá trị này số khối lượng đang có 920, vậy em sẽ lấy 920 chia cho 46 thì ra được kg, đây là kg thì ra được mol, nhưng mà mol này đang nhân 10 mũ trừ 3, nhân với 10 mũ 3. Đúng không? Thế thì tính ra đây thì sẽ là 920 chia cho 46 này, chia cho 2. Đúng không? Sau đó thì chia tiếp cho 75% chia cho 0,75. Và tiếp tục là em sẽ nhân với 180. Nhớ chỗ này còn có cả 50% nữa này. Vậy em sẽ chia cho 0,5 nữa. Đó, chia 0,5. Ok, nhá. Đó là cái câu số 47. Chuyển sang câu số 48. 48, 48 nào. Đây là lớp 12 nhá, Nguyễn Vân ơi. Chuyển sang câu 48 đi nào các em. Hôm thứ tư cô đoán là cả lớp ngủ quên. Hôm thứ tư hôm đấy cô đi tiêm phòng nên là cô không dậy. Sao nhỉ? 920 nhá, 920 này chia cho 46 này. Nhân với 162 nhá. Nhân 162 vì đây là cellulose. Nhá. Ừ. Nhân với 162 nha, có biết đâu nhỉ? Đây là nhân 162 nha. Đây cô bấm lại này, 920 này nhân 162 này chia cho 46 này, chia cho 2, chia cho 0,75 và chia tiếp cho 0,5 nha. Đó, đây là 160. À 162 nhá. Tiếp tục. Câu số 48 nhá. Axit adipic là gì vậy cô á? Chắc chưa học đến polymer rồi. Đồng chí này chắc chưa học đến polymer. 48 này.
Các chất này chúng ta đều học hết rồi đúng không các em? Nào. Có ai làm đến câu 48 chưa? Câu cuối cùng của phần carbohydrate này. Câu này không khó đâu các bạn ơi. Đặt bút tính thử xem. Bốn tám c đừng sai, đừng bắt em chép bản nha cô à. Nguyễn An 48C. Câu số 48 nhá. Acid oxalic, acid adipic, glucose, saccharose, trong đó số mol của acid adipic bằng 3 lần số mol của acid oxalic. À, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y gồm có khí và hơi, trong đó có 16,56 gram nước. Hấp thụ hết Y và dung dịch BH2 lần dư thì thu được M cộng với 168,44 gram kết tủa. Tính giá trị của M. Rồi trong câu này ta sẽ có đây. À, hỗn hợp X gồm X này nhá. X này nó đang gồm có này. X đang gồm có. Cô che bớt đi nhá. À, acid oxalic là HOOC COOH. Acid adipic là HOOC CH2 4 lần COOH. Glucose là C6H12O6 và saccharose là C12H22O11. Được chưa? Thế thì cái thằng này có công thức là C2H2O4. Thằng dưới này thì lại là C6H mười o o bốn, đây là C6H12O6 và đây là C12H22O11 rồi nhá. Số mol của acid adipic bằng 3 lần số mol của acid oxalic. Acid nếu như thằng này là amon thì cái thằng ở dưới này này nó sẽ là 3 amon đúng không? Đó, 3 amon. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ có, chúng ta có những cái gì ở đây? Người ta yêu cầu tính giá trị của N, M. Và chúng ta có cái lượng nước này 16,56 chia cho 18 ra được số mol nước bằng 0,92. Được chưa ạ? 0,92. Như vậy cô sẽ biểu diễn đầu tiên là bảo toàn hydro đi. Bảo toàn hydro thì cô có số mol của nước, nó bằng bằng A cộng với 3A nhân 5. Đây có viết hồng dưới nhá các em ơi. Số mol của nước ở đây. A này, thằng này là B mol và thằng này là C mol. Được chưa? Vậy thì suy ra được số mol của nước sẽ bằng A cộng với 3A nhân với 5 và cộng với lại 6B cộng 11C. Vậy là sẽ bằng A cộng với 3 x 5 15, vậy là 16A cộng với 6B và cộng với 11C đúng không? Và nó ra được giá trị bằng 0,92. Tiếp tục này. Tiếp tục chúng ta lại thấy như sau nhá. Chúng ta thấy như sau là cái lượng oxy ấy, chúng ta nhìn thấy là số mol của oxy ấy sẽ bằng bằng 4A này, 4A cộng với lại 4 nhân với 3A cộng với 6B và cộng với 11C đúng không? Thế đây 43 12 12 cộng 4 cũng bằng 16. Như vậy nó vẫn bằng 16A cộng với 6B và cộng với 11C. Vậy có phải nó chính là bằng giá trị ở trên này không? Như vậy bằng 0,92. Được chưa? 0,92. Sau đó thì chúng ta có là giá trị của NM này. Giá trị của NM thì bằng M carbon cộng M hydro cộng M oxy. Đúng không? Thế mà ở đây chúng ta lại có những cái giá trị là gì đây? Chúng ta lại có này, ta có NM
sẽ bằng 12 nhân số mol của carbon. Số mol carbon thì bằng m cộng với 168,44 chia cho 197. Đó. Cộng với 12 nhân cộng với 2 nhân số mol của nước là 2 nhân với 0,92 và cộng với 16 nhân 0,92. Vậy từ đây các em sẽ rút ra giá trị của m nhá. M bằng bao nhiêu đây các em? 12 nào, cho cô biết giá trị của m bằng bao nhiêu đây nhỉ? Suy ra m bao nhiêu đây? Phước chỉ một ẩn với m đúng không? Vậy là các em ra được giá trị m bao nhiêu? Đây nhá. Cô nhắc này. Cái giá trị cái y này nhá, y này được dẫn vào BO2 lần dư thì toàn bộ CO2 sẽ đi hết vào cái tủa. Như vậy là m cộng với 168,44 chia cho 197 thì sẽ ra bằng số mol của cái tủa đúng không? Số mol cái tủa này bằng số mol CO2. Như vậy là mình sẽ nhân với 12 vào đây nhá. 28,56 à. Thế sao lại thấy sai sai gì à Phan Anh Nhật? Có ai thắc mắc gì ở trong câu này không? Câu 48 này có ai thắc mắc gì không các em? Như vậy là chúng ta ra được giá trị m nó bằng 28,56 đúng không? Như vậy ta chọn đáp án C trong câu số 48 nhá. Ok. Không, không khó đâu, câu này không khó, ta chỉ có điều ta phải nhìn một chút, nhận xét một chút thôi nhá. Rồi. Tiếp tục nhá. Tiếp tục này. Các bạn ơi, các bạn đã hiểu cái tim nhẹ có một cái nào. A, B, C, vứt nào cô? Ừ, không vấn đề gì hết cả em ơi. Tại vì là mình đã biểu diễn như vậy để lấy được cái số mol, rõ được là số mol của carbon, à, số mol oxy bằng số mol của hydro nhá. Số mol oxy bằng số mol của nước nhá. Số mol oxy bằng số mol của nước. Ừ, số mol oxy bằng số mol oxy nguyên tử cơ chứ không phải số mol oxy phân tử nhá, Tùng Dương ơi. Oxy nguyên tử. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm câu 49 nào. Câu 49. Đào Huy Hoàng 49A.
Khang 49D B. Như vậy là hai bạn đầu tiên đã ra hai đáp án khác nhau rồi. Số đồng phân amin có công thức phân tử nha. Được chưa? Số đồng phân amin có công thức phân tử là C3H9N. Là A là 4, B là 3, C là 2 và D là 5. Comment lên cho cô là cái công thức bạn sử dụng đây là gì đây? Tùng Dương có A. Comment nhắc lại công thức nào. Công thức sử dụng ở đây để tính số đồng phân là gì? Nếu không nhớ công thức là phải viết số đồng phân ra nha. Được chưa? Tính như thế này có nghĩa là như thế này có nghĩa là mình sẽ viết tất cả các đồng phân bậc 1, bậc 2, bậc 3 ra nhá. Hoặc là các em sử dụng công thức 2 mũ n trừ 1. Rồi, sử dụng công thức là 2 mũ n trừ đi 1. 2 mũ n trừ 1 thì ở đây là 2 mũ 3 trừ 4, 2 mũ 2 mũ 4. Thì chúng ta chọn đáp án là A. Ok, cô chào Nguyễn Tuấn nhỉ. Đúng rồi, như vậy chọn đáp án A. Chuyển sang câu số 50. Số đồng phân amin có công thức phân tử là C4H11N là C4H11N thì nó sẽ có là gì đây? Câu này em còn 10 câu cuối, lười nên chưa làm à? Bạn nào cái gì đây, em hóng gì đây? Tùng Dương có chứ em ơi, có. Số đồng phân amin nào, câu số 50 nào. Nguyễn An D, Phan Lăng Nhật D, Đào Huy Hoàng D, Dung Trần D, Vàng Cổ Đông D. Rồi, câu này thì mình vẫn sử dụng công thức được đúng không em? Thế mình sẽ có là 2 mũ 4 trừ đi 1 vậy bằng 2 mũ 3. 2 mũ 3 bằng 8 hả? Nào, ôi lâu không dùng công thức của amin quên luôn hả? Câu này chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4 này. 2 đồng phân này. 1, 2, 3, 4 này. Đồng phân vào đây, đồng phân vào đây. Như vậy là 4 đồng phân amin bậc 1. Đúng không? 2 nữa này. Sau đó thì 1, 2, 3, N, C. Thằng này có 2 iso và propin. Đúng không? Thêm là 1, 2, được chưa? Một nữa và một đồng phân amin bậc 3 nữa. Vậy là 2 cộng 2 là 4 này. 4, 2 là 6, 6, 1 là 7. Và một amin bậc 3 là CNC, C2 nữa. Một nữa. Vậy là tổng là 8 nhá. 8 thì ta chọn đáp án D. Đó, phải chốt chắc. Công thức này chỉ áp dụng cho những cái trường hợp mà N nhỏ 5 thôi nhá. N bằng 5 thì là không áp dụng được công thức này. Câu số 51. Câu số 51, số đồng phân amin bậc 1 ứng với công thức phân tử C3H9N là. Câu này lại có điều kiện rồi, đây phải là đồng phân amin bậc 1 nhá. Ứng với công thức C3H9N là 51 nào. Phát là nhờ có 51C. Rồi amin bậc 1 thì nó chỉ có là 1, 2, 3, NH2 đến đây và NH2 đến đây thôi đúng không? Như vậy là đáp án C là chính xác rồi. Câu số 52 chúng ta vừa viết lúc trước xong. Được chưa? 52. Rồi câu số 52. 52 nào các bạn ơi, 52 các em ra đáp án là gì đây? 51C rồi, tất cả đều ra C. 52 lúc trước vừa có công thức xong, vừa viết xong đúng không? Với C4H11N chúng ta có 4 đồng phân bậc 1. Vậy chúng ta chọn đáp án là A trong câu số 52. Chuyển sang câu số 53 luôn.
Câu số 53 nói chung là cô cũng không chuộng công thức lắm đâu các bạn, thật sự là như vậy luôn. 53. Câu số 53 này, anilin có công thức là A là C3COH, B là C6H5OH, C là C6H5NH2 và D là CH3OH. Cô thấy Phan Anh Nhật chọn C, Nguyễn Sông C. Rồi, anilin thì hiển nhiên là C6H5NH2 rồi. Câu số 54 luôn, 54. Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất là CH3CH, CH3NH2? Đây, CH3 này, CH này. Ở đây có CH3 và đây là NH2. Thì thằng này có tên là gì đây? 54 nha. Phan Nhật và Tuấn Khang đều ra đáp án là D. Đây là amin bậc 1 nha. Đây sẽ là cái thằng nào sau đây phù hợp. Được chưa ạ? Là metin etinamin. Metin etinamin thì nó phải là amin bậc 2 cơ. Loại etin metinamin thì cũng thế, amin bậc 2. Cái thằng này có không thì không được gọi thế, E phải gọi trước cơ, đúng không? C là isopropanamin. Hiển nhiên là mình chọn D rồi, đúng không? Gốc trước luôn, isopropanamin. Rồi, 54D chính xác. Câu số 55 luôn. Trong các tên gọi dưới đây thì chất nào có lực bazơ mạnh nhất? Trong các chất dưới đây nhá, trong các chất dưới đây thì chất nào có lực bazơ mạnh nhất? 55. Tuấn Khang có 55D. Phan Lê Nhật 55D. Tính ra là em comment câu 55 mà. Rồi, câu 55. Lực bazơ mạnh nhất ở đây, tôi thấy là hiển nhiên là D rồi. Vì ở đây các gốc này là gốc đẩy E, đúng không? C là gốc hút E này. Cái thằng này thì vẫn yếu hơn, tại vì là cái bản thân cái thằng CH2 này đẩy E, nhưng mà nó lại có một cái gốc C6H5 hút E, thì nó cái lực đẩy của thằng CH2 nó yếu hơn rồi nhá. Như vậy sẽ chọn đáp án D. Câu số 56, trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với C6H5CH2NH2? Câu 56. Đề bao nhiêu câu vậy? Đề này có 100 câu nhé. Trong cái đề cương này có 100 câu. Câu 56 nè. Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với C6H5CH2NH2? Câu 56 nhá. Tuấn Khang có B, Phan Đăng Nhật có B. Các bạn khác comment lên cô xem nào. Tùng Dương có B. Hải Nam đáp án B. Lực bazơ yếu thì khi mà trong phân tử amin nó có các gốc R là gốc hút E thì nó sẽ làm lực bazơ yếu nhá. Vàng Cổ Đông đáp án cũng là B luôn. 56. Được chưa? Thế cái thằng này này, thằng này nó là gì đây? C6H5 là gốc benzin, vậy là benzin amin, đúng không? Benzin amin là đáp án B. Ôi bây giờ đừng có nhầm giữa gốc benzin với gốc phenin nữa nhá. Được chưa? Đừng nhầm giữa benzin với lại phenin nữa nhá. Phenin là sai. Được chưa? Anilin cũng không đúng luôn. Hai thằng này là một này. Đó. Còn cái thằng này phenin metinamin thì nó phải là amin bậc 2 cơ. Vậy loại A, loại C, loại D. Câu 57 luôn. 57. Trong cái chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất? Tính bazơ mạnh nhất. Nào. Câu này khá là hay luôn các bạn ạ. Nhật đang học bài 57B, Tuấn Khang D, Nguyễn Tuấn 58C hả? Cô đang chữa câu 57, chọn 58 vậy ta.
57D. Ok. Nhá. Câu số 57 vàng cổ đông cũng có đáp án D luôn. Rồi. Trong các chất dưới đây chất nào có tính bazơ mạnh nhất? Chất có tính bazơ mạnh nhất hiển nhiên là D rồi nhá. Cái thằng NH2 mà liên kết trực tiếp với vòng benzen ấy thì cái vòng benzen này nó là gốc hút E. Đúng không? Hút E thì tất cả các cái trường hợp là A, B và C này là NH2 đều liên kết trực tiếp với vòng thì nó sẽ hút E. Hút E thì tính bazơ sẽ giảm nhá. Còn cái thằng này liên kết với gốc với carbon no thì nó sẽ là tính bazơ mạnh. Câu 58 này, để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin và phenol thì ta chỉ cần dùng hóa chất, dụng cụ và điều kiện thí nghiệm đầy đủ là sao mà giống hệt được? Không. Sao giống hệt được? Nguyễn Tuấn có 58C. Em 58C, các bạn khác nào? Tuấn Khang 58D. Lươn quá Nguyễn Tuấn ạ. Ok, nào, câu số 58 nhá. Xem là 58 các bạn đúng không này. 58 bây giờ đang có C, có D. Tách riêng từng chất từ hỗn hợp của benzen này, anilin và phenol thì ta chỉ cần dùng dụng cụ hóa chất nào sau đây? Đầu tiên là chúng ta dùng cái gì đây? Nếu như các bạn dùng dung dịch NaOH hả? Phenol, anilin. Chắc là không dùng C đâu rồi. Nếu như mà dùng C nha em ơi. Nếu như các em dùng C thì khi cho dung dịch brom vào thì cả anilin và phenol sẽ đều tạo ra kết tủa trắng với lại dung dịch brom đúng không? Được chưa? Rồi. Thế thì trong câu này chúng ta sẽ phân tích như thế nào? Benzen này, anilin và phenol nhá. Đây này, cô sẽ phân tích về hai cái đáp án C và D của các bạn nhá. Brom để tách benzen, sau đó cho NaOH và CO2 để nhận biết ra phenol và anilin. Em nghĩ thế. Em ơi, đây là người ta dùng tách riêng nhá. Đây là người ta dùng tách riêng. Thế thì nếu như cho các em cho dung dịch NaOH vào, à cho dung dịch brom vào thì anilin và phenol sẽ tạo ra kết tủa trắng. Được chưa ạ? Tạo ra kết tủa trắng. Kết tủa trắng nhưng quan trọng ấy là từ kết tủa trắng đó em phải tái tạo lại anilin và phenol được cơ. Nhá. Còn nếu như em dùng NaOH thì chỉ có phenol tác dụng thôi. Đúng không? Chỉ có phenol tác dụng và tạo ra C6H5ONa. Anilin và benzen thì không có tác dụng. Nhưng ở đây dùng NaCl thì không có ý nghĩa gì các em ạ. Nhá, dùng NaCl thì không có ý nghĩa gì luôn.
Như vậy là đáp án đây. Nào comment lên nào. Đây là tách chất nhá. Được chưa? Nào, sau khi cô phân tích đến đây rồi thì các bạn comment lại cho cô xem câu 58 các bạn ra đáp án là gì nào. Cô đang thấy là gọi là câu này cũng chọn đáp án hơi bị hoang mang luôn. Nào các bạn ơi, comment lên cho cô xem câu 58 các bạn chọn đáp án là gì đây. C, D này. Đã thấy C, D rồi. Rồi, câu 58. 58 thì chúng ta sẽ phải chọn đáp án là A nhá. 58 đáp án là A. Rồi chuyển qua câu 59 luôn. Chuyển sang câu 59 nhá. Cô chữa câu 59 sau đó cô quay trở lại cái câu số 30 mấy nhỉ? 30, chữa một câu vận dụng cao nữa đi xem nào. Câu 59 nào. À, dãy gồm các chất đều làm giấy quỷ tím ẩm chuyển sang màu xanh là. Câu 58 đáp án nó phải là A nhá. 59 này, dãy gồm các chất đều làm giấy quỷ tím ẩm chuyển sang màu xanh là gì đây? Câu này mình làm bằng cách loại trừ các đáp án cho cô. Nguyễn Tấn chọn B. Chuyển sang màu xanh nha. Đều làm cho quỷ tím ẩm chuyển sang màu xanh. Không. Ngày mai là ngày mai. Vòng cổ đông B, Tùng Dương cũng là B luôn. Nào, chúng ta nhìn thấy là cái đáp án A này có anilin không đổi màu quỷ tím. Đáp án C cũng có anilin rồi. Còn đáp án D có ammoniac không đổi màu quỷ tím. Thế bây giờ chúng ta xét tới này. Ammoni clorua là NH4Cl. Đều làm cho quỷ tím chuyển sang màu xanh. Methinamin là CH3NH2. Còn natri hydroxit là NaOH. Bây giờ cô hỏi lại các bạn nhé. Theo các bạn thì có phải dãy B là cái dãy mà cô hỏi này nhá. Bây giờ cô viết lại các chất ở trong dãy B rồi thì dãy B có phải là dãy gồm các chất đều làm quỷ tím chuyển sang màu xanh nữa không? Comment lên cho cô xem nào. Cái thằng NH4Cl, NH4Cl có làm quỷ tím chuyển sang màu xanh không? Khẩn trương comment lên. D. D nhá, ammoniac có làm quỷ tím chuyển sang màu xanh nha. Cái thằng này này, NH4Cl nó làm quỷ tím chuyển sang màu đỏ. Được chưa? Cũng chắc chắc cô đọc nhầm anilin. Cái thằng này nó sẽ có CH3NH2 này. Ammoniac cũng làm cho quỷ tím ẩm chuyển sang màu xanh luôn, NH3 mà. Còn natri acetat là CH3COO Na. Thì cái thằng này cũng làm xanh quỷ tím luôn các bạn nhá. Thằng này cũng làm xanh quỷ tím, đúng rồi. Nó làm đổi màu luôn nhá. Vì là nó tạo ra CH3CO trừ. Thì cái CH3CO trừ để nhận proton để tạo ra nhận proton thì nó sẽ có tính bazơ nhá. Vậy đáp án phải là D chứ không phải là B. B là sai các em nhá. Vì cái thằng NH4Cl là quỷ tím chuyển sang màu đỏ. Rồi, ok. Cái phần này cô sẽ dừng lại ở đây. Các câu từ câu 60 đến câu 100 thì cô sẽ chữa ở trong buổi tối ngày mai. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một số chuyển sang cô sẽ chữa thêm một câu vận dụng cao ở cái phần ST nữa các bạn. Các bạn ơi, bây giờ cô sẽ chữa câu số 30 nhá. Rồi chuyển sang câu số 30 cho cô. Câu số 30. Nào, câu 30. 30 là một câu vận dụng cao của phần ST. Thực ra nó tổng hợp luôn các bạn ạ nhá.
Được chưa? Comment lên ở câu 30 nào các em ơi. Phan Anh Nhật có 30D, Nguyễn Tuấn 30B. Như vậy đang có B hoặc là D. Đúng không? Chúng ta sẽ cùng chữa câu số 30 nha. Tuấn Khang có đáp án là D. Câu 30 này. XYZ là 3 axit carboxylic đơn chức. Đơn chức này, cùng dãy đồng đẳng. Trong đó MX nhỏ MY nhỏ MZ, T là este tạo bởi X, Y và Z và một ancol no 3 chức mạch hở E. Đốt cháy hoàn toàn 26,6 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z và T, trong đó số mol Y bằng số mol của Z, bằng lượng oxy vừa đủ, bằng lượng oxy vừa đủ. Thu được 22,4 lít CO2 và 16,2 gam nước. Như vậy chúng ta có số mol của CO2 là 1 mol và số mol nước 16,2 chia cho 18 thì ra bằng 0,9 mol nước. Mặt khác, đun nóng 26,6 gam M với lượng dư AgNO3 trong NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 21,6 gam bạc. Số mol bạc là 0,2. Mặt khác tiếp là cho 13,3 gam M phản ứng hết với 400ml dung dịch nào H1M, đun nóng thì thu được dung dịch N. Cô cạn N thu được M gam chất rắn khan, yêu cầu xác định giá trị M gần nhất với. Rồi. Câu số 30. Trời ơi, câu này mà lại chưa kịp làm từ buổi trước rồi mà em. Nhá. Câu số 30. Chúng ta cùng lên ý tưởng cho câu số 30 luôn. Được chưa ạ? Chúng ta thấy là nó tham gia phản ứng tráng gương này. Tham gia phản ứng tráng gương thì chắc chắn là trong này nó sẽ có HCOH rồi. Mà nó có HCOH mà đây là đơn chức. Vậy thì cả ba axit XYZ này nó đều là axit no đơn chức mạch hở, đúng không? Nó đều là axit no đơn chức mạch hở. Đó. Như vậy là mình sẽ có là câu này thì các em có thể, em sẽ dùng bằng cách gì đây? Theo cô thì câu này nhìn rõ điển hình của cái việc là dùng đồng đẳng hóa rồi, đúng không? Đó. Hoặc có thể làm bằng phương pháp thông thường nhá. Đóng phương pháp thông thường hoặc là đồng đẳng hóa. Vậy thì ở chỗ này cũng không hẳn là đồng đẳng hóa luôn các bạn ạ. Thật sự là cũng không hẳn đồng đẳng hóa luôn. Tại vì là mình không thể đưa hết về chỗ chất đầu dãy được. Tại vì ở đây nó có đề cập tới cái phản ứng tráng gương. Như vậy là cô sẽ đưa nó về 26,6 gam nhé. 26,6 gam. Cô sẽ đưa về HCOOH. HCOH này nó có số mol bằng 1/2 số mol bạc, vậy bằng 0,1 mol. Thứ hai, cô đưa, không đưa nó về HCOH tất mà đưa về CH3 HCOOH này. Đây là có chữ C nhỉ. Đây, HCOOH. CH3COOH. C3H5OH 3 lần. CH2 và nước. CH2 và nước. Được chưa ạ? Vậy thì chỗ này cô sẽ có được đó là cái thằng tri, cái thằng thằng T nó sẽ là tri este no mạch hở, đúng không? Nó là tri este no mạch hở. Hỗn hợp này nó gồm có axit no đơn chức mạch hở và một cái tri este no mạch hở. Thế thì khi đốt cháy ấy, thì mình sẽ có là cái axit này thì tạo ra số mol CO2 bằng số mol nước, sử dụng công thức tứ trụ cho cô đi, đúng không? Như vậy là số mol của cô sẽ có là số mol của cái T ấy. Số mol của T nó sẽ bằng số mol CO2 trừ đi số mol nước và chia cho 2. Như vậy ra được giá trị là 1 trừ đi 0,9 là bằng 0,1 này. 0,1 được chia cho 2 bằng 0,05 nhá.
0,05 ta sẽ có số mol glycerol này cũng bằng 0,05. Và số mol nước này là trừ 0,15. Được chưa? Vậy là trong bài này cô sẽ chỉ còn lại hai ẩn thôi. Đó là A là số mol của C3COH và B là số mol của CH2. Được chưa? B là số mol của CH2. Từ đó thì cô sẽ có được một phương trình theo khối lượng 26,6 và một phương trình theo carbon đi. Đó. Như vậy là 60A cộng với lại 14B sẽ bằng 26,6 trừ đi 0,1 nhân 46 trừ tiếp cho 0,05 nhân 92 và cộng với 0,15 nhân 18. Được chưa? Cộng với 0,15 nhân 18 ấy. Được chưa? Đó. Thì đến đây rồi chúng ta có một phương trình này, một phương trình nữa là theo bảo toàn carbon. Bảo toàn carbon mình có số mol của CO2 sẽ bằng 0,1 cộng với 2A cộng với 3 nhân 0,05 cộng với B và ra được bằng 1. Vậy giải hệ hai phương trình này em tìm ra được A và B cho cô. Nào, A bằng bao nhiêu và B bằng bao nhiêu đấy? Ra được A bằng 0,3 và B bằng 0,15. Được chưa? Cô nói lại chỗ mol T được không ạ? À, chỗ mol T nha em ơi. Cái hỗn hợp M này nó gồm có 3 axit no đơn trước mạch hở. Vì sao lại là axit no đơn trước mạch hở? Vì là 3 axit này có cùng dãy đồng đều đơn trước này, cùng dãy đồng đẳng này, mà nó lại cái hỗn hợp M này nó lại tác dụng với, nó có tham gia phản ứng tráng gương. Vậy thì có tham gia phản ứng tráng gương thì nó sẽ phải có axit formic hoặc là ester của axit formic, đúng không? Thế thì từ đây mình sẽ suy ra là có HCOH, có HCOH mà HCOH là axit no đơn trước mạch hở thì XYZ của mình sẽ là thuộc cùng dãy đồng đẳng của axit no đơn trước mạch hở, thì khi đốt cháy cho sẽ cho số mol CO2 bằng số mol nước. T là triete của axit no đơn trước mạch hở với lại ancol no ba trước mạch hở, thì chúng ta sẽ suy luận được đó chính là gì ạ? Đó là T của mình ấy nó sẽ có công thức là CnH2n trừ đi 4O6, đúng không? Trừ đi 4O6. Thì cái thằng này khi đốt cháy sẽ cho số mol có số mol T bằng số mol CO2 trừ số mol nước chia cho 2. Được chưa ạ? Vậy số mol CO2 thì bằng bao nhiêu ở 1? Số mol nước bằng 0,9 thì chúng ta tính ra số mol T bằng 0,05. Số mol T bằng 0,05 thì C3H5OH 3 lần sẽ bằng 0,05 nhá. Nước bằng trừ 0,05 nhân 3 lại bằng 0,15. Như vậy chúng ta sẽ chỉ còn hai ẩn là A với B thôi. Và ở đây cô tìm ra được A bằng 0,3 và B bằng 0,15 rồi nhá. Bây giờ mình sẽ tìm ra chất đó, tìm ra chất luôn. Ở đây là cô còn đang chưa sử dụng đến số mol của Y bằng số mol của Z nhá các bạn ơi. Rồi, cô che đề đi nhá. Đến đây chắc các bạn nhớ đề rồi đúng không? Cô che đề đi này. Đó, che đề đi một chút. Đến đoạn này rồi thì chúng ta có là A đang ra bằng 0,3, B bằng 0,15, đúng không? A bằng 0,3 và B bằng 0,15. Thì chúng ta có đây là 0,05 này. Em nhìn nhá, 0,05 thì cái gốc axit mà được tạo ra với lại cái thằng thằng T này nó sẽ bằng 0,15, trong đó axit formic là 0,05 rồi. Còn hai cái còn lại là 0,1 thì sẽ lấy từ cái thằng CH3COH này. Vậy là axit tự do thì nó còn lại 0,2 mà số mol Y bằng số mol Z, như vậy nó sẽ bằng 0,1. 0,1 bây giờ mình phải phân bố cái thằng này này. Cái 0,15 này này, cái 0,15 này là số mol của CH2 thì nó sẽ bằng gì ạ? Bằng 0,05 cộng với 0,1. Như vậy là chúng ta sẽ suy ra được các chất ở trong hỗn hợp này luôn nhá. Và ở đây người ta chỉ yêu cầu tính 13,3 thôi.
Vậy là 13,3 gam này sẽ gồm có HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH HCOO, CH3COO và C2H5COO, ba cái thằng liên kết với C3H5 nhá. Được chưa? Với số mol của từng chất mình cũng có luôn rồi, cái thằng này bằng 0,05. Thằng này là 0,1, 0,1 và đây là 0,05. Ok. Được chưa? Đến đây rồi. À, chỗ này vẫn là 26,6 nhá. Em ơi, chỗ này vẫn là 26,6. Ừ, 26,6 chứ chưa phải là 13,3 đâu nhá. Thì bây giờ em sẽ phải em tính ra. Người ta yêu cầu là gì ạ? À, cho 13,3. Nhớ là người ta chỉ dùng là 13,3 gam thôi nhá. Phản ứng hết với 400 ml dịch NaOH thì ở đây chúng ta nhìn thấy là 0,05, 0,25. 0,25 cộng với 0,15 là 0,4. Thế ở đây 13,3 thì sẽ là NaOH dư, cao H dư nhá. Đây sẽ là cao H dư. Có thể bảo toàn khối lượng thôi em ơi. À, NaOH dư. NaOH. Được chưa? Bảo toàn khối lượng thì mình sẽ ra đúng không? Đến đây rồi cô sẽ lấy như sau này. Cô lấy là 13,3 cộng với 0,4 nhân với 40 trừ đi. Trừ đi cái gì ạ? Đây, số mol nước này này. Nó là 1/2 của 0,1, 0,1 là 0,2, 0,2 là 0,25 nhân với lại 18 và trừ tiếp cho 0,025 nhân với 92. 13,3 cộng với 0,4 nhân 40 trừ đi 0,5 nhân 0,25 nhân 18 và trừ tiếp 0,025 nhân với 92. 24,75 em ơi. Nha. Như vậy ra bằng 24,75 gam. Được chưa? Với giá trị là 24,75 thì người ta yêu cầu giá trị của M gần nhất với nhá. Nào, trong đề bài người ta yêu cầu là giá trị của M gần nhất với cái gì thì mình sẽ phải chọn đáp án là 29, 24,75 thì nó sẽ gần nhất với đáp án B 24,74. Đúng không? Em làm lại mà vẫn ra 24,74. Các bạn ơi, chúng ta hiểu câu này chưa? Có ai thắc mắc gì ở trong câu này không? À, có bạn nào thắc mắc gì trong câu số 30 này không nhỉ? B mà sao các cậu ra D được hay vậy? Ừ, 24,75. Ra D á? Ồ, sao ra D ta? Bạn nào ra D lên tiếng cho cô cái nào. Nói lại chỗ ghép chất ý cô. Ok nhá, bây giờ cô nói lại cái chỗ ghép chất. Nào, nói lại chỗ ghép chất này. Chỗ ghép chất nhá. Ghép chất thì chúng ta sẽ có như sau này các em ơi. Số mol của C2 bằng 0,15 đúng không? Đó. Mà ba cái gốc ở trong ba gốc có nghĩa là cái thằng T là toluete tạo bởi X, Y, Z với lại một ancol no ba chức. Thực ra trong bài này người ta chưa chắc đã là glycerol nhá. Trong bài này người ta không hề cho một cái gì đó khẳng định là glycerol mà mình sẽ phải biện luận để tìm ra nhá. Thế thì ở đây người ta có là 0,15 này. Trước tiên phải tìm ra hai cái axit tự do đã. Được chưa? Thế cô có là cái không số mol của glycerol là 0,05 thì số mol của gốc axit
Được chưa? Em làm dồn trước mà cũng ra B sao? Hai cách làm ra cũng đáp cùng đáp án vậy ạ. Nào. Hai cách tất nhiên phải cùng một đáp án rồi đúng không? 0,05 này các bạn ơi. 0,05 nhá, thì cái số mol gốc axit để tạo với lại cái thằng triethen này sẽ là 0,15. 0,15 và số mol của cái thằng HCOH này này. HCOO mà tạo với cái thằng ethen này sẽ là 0,05. Đúng không? Vậy thì hai cái thằng còn lại này, hai thằng tự do YZ ở trong này, đây là Y và Z ở trong này đúng không? Y và Z trong này thì nó sẽ tiêu tốn cái lượng là 0,05 nhân với 2 bằng 0,1. Ta lấy 0,3 trừ đi 0,1 thì ra là 0,2. Mà số mol của Y lại bằng số mol Z, như vậy là mỗi cái thằng này sẽ bằng 0,1. Đúng không? Số mol Y bằng số mol Z bằng 0,1. Tiếp tục này. 0,1. Sau đó thì các em sẽ lấy như sau, bây mình sẽ phân tích cái 0,15 này ra. Đúng không? 0,15 này thì sẽ cần một cái lượng mà để ghép vào với cái thằng axit tự do ở đây có 0,1 này. Như vậy là nó sẽ bằng 0,1 cộng với cái thằng axit tự do đó ở trong gốc axit này này. Ở trong gốc axit với triethen là 0,05 nữa. Vậy là 0,15 đúng bằng 0,1 cộng với 0,05. Được chưa? Thì từ đó mình suy ra được cái thằng CH3COH mà ghép thêm một cái thằng CH2 nữa thì sẽ thành C2H5COH đúng không? Được chưa? Ghép thêm thì thành C2H5COH. Ok. À, chúng ta hiểu một chỗ ghép chất chưa? Các bạn ơi, chúng ta hiểu chỗ ghép chất chưa? Rồi tiếp cho cô một cái mà chưa hiểu thì bảo cô giảng lại nha. Cái bài này hơi khó ở chỗ chút ở chỗ ghép chất thôi, nhưng mà nhìn thoáng ra thì sẽ thấy là cũng ok. Em vẫn không hiểu sao ra C2H5COH nha. Rồi. Chào Tuấn Anh. C2H5COH này này. Tại vì là cái chất này mình sẽ đưa về CH3COH với số mol. Em là em bỏ rồi à? Sao bỏ vội vàng vậy ta? Đây nhá, bây giờ cô sẽ chỉ ghép. Bây giờ cô sẽ chỉ cho các bạn cái phần ghép để tạo ra cái gì ạ? Ghép để tạo ra cái thằng C2H5COH nhá. Đây, có viết rõ ra như này cho các bạn hiểu này. Ở đây chúng ta đang có một cái hỗn hợp gồm có HCOOH, số mol là 0,1. CH3COOH, số mol là 0,3. C3H5 OH 3 lần, số mol là 0,05, và CH2 số mol là 0,15, nước số mol là âm 0,15 đúng không? Thế thì đến đoạn này rồi ấy, ta thấy là cái thằng này này nó sẽ có là R1 COO, R2 COO và R3 COO, C3H5 đúng không? Số mol thằng này là 0,05. Số mol thằng này là 0,05, mà cái thằng đầu tiên này cô cho là HCOO đi. HCOO thì cũng cần một cái lượng là 0,05. Đúng không? 0,05 thì cái 0,1 này nó sẽ bằng 0,05 cộng 0,05. Như vậy là cái lượng axit tự do á, lượng axit tự do cô sẽ khoanh lại nó là 0,05 nhá. Tiếp tục. Tiếp tục. Hai cái thằng này nó sẽ nằm ở trong này đúng không? Nằm ở trong này. Vậy thì 0,05 nhân với 2 thì bằng 0,1. Vậy thì 0,3 này sẽ bằng 0,1 cộng với 0,1 nhân 2.
vì số mol y bằng số mol z, như vậy là mình sẽ lấy 0,3 trừ 0,4 bằng 0,2, 0,2 chia 2 là 0,1, thì số mol của mỗi cái thằng này nó sẽ là CH3COOH là 0,1 cộng với CH3COOH cộng với NCH2 là ghép chất ấy, nó cũng sẽ có số mol bằng 0,1, đúng không các em? Được chưa? Nó cũng sẽ là 0,1. Được chưa? Thế thì bây giờ mình sẽ phải phân tích cái thằng CH2 này, 0,15 này, để ghép vào mấy cái thằng kia, đúng không? Thế thì bây giờ ta sẽ có là 0,15 này thì tối thiểu cái giá trị n đấy phải bằng 1. Vậy 0,15, vậy thì 0,15 nó sẽ bằng 0,1 cộng với 0,05. Thì 0,05 này chính là lượng ở đây này. Nó ghép chính vào cùng với cái thằng R3 này này. Được chưa? Cái thằng này cô cho là đây là R3COOH đúng không? Có thằng này là R2COOH. Được chưa? Ok chưa? Đó. Thế thì từ đây suy ra được là giá trị của N nó chính là bằng 1. Nhá. Từ đây suy ra giá trị của N chính là bằng 1. Vậy thì ghép lại thì mình sẽ có là C2H5COOH. Được chưa? Vì CH3COH cộng với 1CH2. Thằng này này nó bằng CH3COOH và cộng thêm 1CH2. Nhớ. À, chúng ta hiểu đoạn này chưa? Như vậy là câu này chúng ta sẽ chọn đáp án nào đây? Đến đây rồi thì chúng ta chọn đáp án B đúng không? Đó. Ok. Rồi. Hôm nay thì cô sẽ dừng lại tại đây các bạn nhá. Rồi, buổi live ngày hôm nay chúng ta dừng lại tại đây. Các bạn chú ý này, sáng ngày mai cô sẽ chữa tiếp cái file này luôn nhá. Các bạn ơi, sáng ngày mai ấy, cô sẽ chữa tiếp cái file này luôn. Tại vì là tối ngày mai chúng ta sẽ chữa các câu vận dụng cao của file này. Chắc là cũng phải đến buổi tối ngày mai chúng ta mới xong được đấy. Được chưa? Vì vậy sáng ngày mai chúng ta sẽ chữa tiếp cái file này nhá. Chúng ta có một số câu vận dụng cao từ câu 31. Từ câu 31 đến câu 33. Được chưa? Đó là các câu vận dụng cao và các câu ở phía cuối cũng là các câu vận dụng cao. Vậy các bạn sẽ xem lại các câu này, sau đó thì sáng mai cô sẽ chữa tiếp nhá. Ok. Hôm nay thì cô sẽ dừng live tại đây.